Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện. Tiếng thơm danh ơn ai vui.
trong nhà
suy thời mà phù hồi tình nghi đà mừng vui ứng mộng chiếm biết người hiền hiền biết thư nhang thắng nguyện mà tại sao
có lời truyền ra Đức Thánh Trần, ngài có lời truyền ra các quan thủy bộ cùng cả chư dân. Lo phẩm làm thầy mô binh, lo phẩm để làm thầy ngày đây đông dẹp bóng tung hoài gần xa. Vạn tuế thành
cùng Đức ông ơi, ngày giáng phúc muôn dân được an cát khánh. Trung Hoa đồng bì bộ đức đức đi tồn thân đi. Thần đệ tử con để xin sám hối công đồng trần triều, để xin sám hối lại đức ông, để cát nhật lương thời, để thanh đồng thủ nhang bản điện thiên linh từ họ Vũ con, để trí nguyện tâm thành ân cần mộ đạo, để tu thiết lễ nghi, để cung thỉnh chư Phật chư Thánh công đồng tam phủ trần triều tứ phủ uy linh, để nguyện xin sám tạ tất niên, để cung thỉnh đức ông lại bái đức ông về ngài giáng phúc lưu ân, để sau có cẩn tả sớ văn đệ tử con cúc cung khải tấu dạ. Phổ ca ri đông khải thanh nam nhạc giang thần hoàng an dân tê thế trí nghi công uy nghiêm sát quỷ trừ tà chi diệu bạch đăng ký thích thanh nghi xử lưu y phương viên hữu bị Việt Nam y quốc hải dương tỉnh Bình Giang y huyền hồng y khê xã an y giật tỷ thôn tiểu y vu thiên linh y từ điện sư cư thượng phụng Phật thanh nghiên cung y đường y thiền tấu thỉnh Phật y thánh kỳ y thiên cung y kinh tam tứ phủ hội y hạ đồng thiết đi lê sơn y trang sám y tạ tất y niên nguyện y cầu cứu dân độ thế trị bệnh trừ tà linh y nghiệm thần y thông quảng dương thanh đạo đạo y giáo hưng y long pháp môn hiển đạt sự kỳ mi thần thanh y đồng vũ y bua kỳ đoàn bản y mệnh sinh y ơ gia pi ti niên hành y canh tam thập tứ tuế hợp can chi đồng bản mệnh y đàng cơ nhật ngưỡng y can sơ tấu lên cửu y thiên vũ đế trần triều hiển thánh thượng phụ thượng quốc nhân vũ hưng đạo đại vương ngọc bệ hạ tới tối lên công y đồng trần y triều vương y phụ vương mẫu vương tử vương nữ vương tê vương tôn liệt vị tương tướng trần gia quốc công đại vương tôn thần điện hạ bản đinh dầu niên thập nhị nguyệt phúc sinh nhật thanh đồng con chí nguyện tâm thành thần khấu đầu bài thơ đôi chữ trường sinh phê cho đôi chữ trường sinh chữ phú chữ quý khang linh thọ trường phê cho dục khách khang dâng lá sớ hồng đôi tay tiên dâng lá sớ hồng để trước công đồng thật thanh chúng mình đức ông tu sơ cho đồng tháng tám tiệc trà tháng ba tiệc mẹ ngày hôm nay ngày lành tháng tốt ngày tốt tháng lành nhỉ. Kế thủ nhang thanh đồng họ Vũ chí nguyện tâm thành xin sám tạ tất liên để đón xuân Mậu Tuất. Đức ông ta về ta ban khen ban thưởng ban danh ban diện cho thanh đồng thủ nhang họ Vũ được thanh danh lệ chấn chữa linh được bói nghiệm được đông con nhàng bát ngàn đệ tử ban khen ban thưởng nhỉ. Cho kế pháp sư pháp văn nhở được tờ giấy cánh sớ được minh mạch rạch ròi được văn hay chữ giỏi ta ban khen ban thưởng cho tay loan tay phượng nhá. Ta ban danh ban diện tất cả các đồng quan, lính thánh, đồng anh, lính chị, đồng già, lính ngải nhỉ. Ngày hôm nay về dự khóa đàn cỏ thanh đồng thủ nhàng họ Vũ nhé. Làm Mậu Tuất sắp tới nhỉ, được nhà Lào lộc đấy nhỉ. Được ông ta cho có ngân có xuyến nhỉ, có lộc có tài, trên lò việc thánh dưới gánh việc trần để thần hồn phụng sơ. Cờ đình thần tam bốn phủ được mãn triều xế bóng nhỉ. Quân kéo đi
đường đường chính chính cơ đội lào nghiêm chỉnh trước sau dưới thuyền trên bộ lỡ núi lắc đầu hay cạn sông ngoài thành ra hồi cùng tiên vị chúa mường con sang văn tiên vị chúa mường tiên vị chúa đệ nhất dòng nghề huyến y đức đức vua cha lộc lộc tài chúa mới ba già ý à bán cho được tiền tốt bồng lộc cho lắm lắm về đây càng nhiều, nhiều ban cho đông giải nhất sang yêu ý lóc hơn nhiều hơn năm năm ngoái năm xưa thành đồng con đi nhang đi khói phụng ngã thờ ý ba mươi mùng một mười tư hôm dằm thịnh chúa về lại giáng điện chung ý anh ninh chua loạn
đàn chim rừng phéo vò đất ý. Để nhìn người đồ tối
xem trong lưỡi quẻ bói không ngờ
sai quẻ nào phản âm dương phần bộ thấp thấp lấy
nhân tâm. Sống âm thầm mồ côi cha mẹ, gặp được thầy quỷ gốc tiên sinh, một đời làm phúc chúa cứu dân. Trần gian nay có biết ni chú Nguyệt ni hồ bói thân
Chúa phán rằng số tử số sinh, tuy rằng số tử Chúa lại cải sinh cho người ý. Xem mi trong gia sự nhà họ Nguyễn năm nay, nhân duyên như chồng vợ chú Nguyễn chỉ cho rõ ràng, tiền hậu mật điều hay lẽ giờ, việc trong ngoài lầm lỡ phát ngay phát rằng nhà họ Nguyễn năm nay căn thâm bệnh trọng thì bao tiện trên đầu. Biết ra thì đến kêu vang, sắm xanh sửa lễ để hầu sắc son kiệp cần nhìn im chinh, chú điểm tô cho nước Việt dài lâu, lời chúa bói con đi nhớ làm đầu ấy. Lời chúa hôm nay con ghi nhớ làm đầu, quy chính nghi cho mau tốt lành, người quan chức thăng quyền thì thăng tước, kẻ thương trường thì vẫn đi tốt bán buôn, còn những người nào đức hạnh nông thôn cho lúa đồ xanh tốt cho chất đi trồng đầy kho. Người nhưng phải biết bao nhau ơn trên dốc lòng theo Phật thanh, dưới phải theo đồng thầy ý. Cao mại quê nhà Lâm Thăng, cao mại quê nhà cùng vương thanh tổ, xin chúa bài nguyện cư. Giáng thanh tân thì xã khác thường thông minh, định luật âm dương. Ngũ hành bát quái bốn phương điều giúp vô hùng hộ gia trì quốc, chúa nhân lên ngọn lửa soi đường, bình thường kinh dịch có ý. Thank you.
chọn giờ định kế chiến trường địch ta, dịp giữ lấy trên ngàn dưới biển, cứu cho người tai biến ta mà chúa cứu cho bệnh khỏi tai qua. Quán biết nói nơi thiên tìm trong gia sự chung riêng ý à. Cứu cho đệ tử gần xa được lành. Có những lúc đôi sóng lệ chảy, chú thương tình vắng vẻ đơn côi tay mà một tôi ca khô. Sớm chiều ba ba tay cười về bạc sừng vàng.
lân thao huyền hành cai quản sơn trang ý. Làm vì tôi anh nhìn linh vang dậy núi rừng ý. Dẹp lũ ta tinh lệnh lệnh sai vạn vạn binh hùng mơ ý.
vâng sắp rời cứu thế độ dân. Quỳ ra lấp liệt như thật làm mưa quan lớn làm gió đổ thành ngăn sông. Chân thủ
thành giang nhân khi nhạc ngữ ngai vàng. Tuần du kiểm soát cõi phàm thế gian. Chiếc thuyền lan quan bơ lội dòng nghề xích ngơ bích nghề ai tứ phương mà đi. Chiến nhang lòng thành dâng một chiến nhang tấu về thủy phủ các ban các tòa thiên đình địa phủ diêm la tấu về chôn cho đức vua cha động đỉnh vốn dòng người dưới thủy cung mình văn sớ dâng lên thượng này văn sớ dâng lên tôn toàn tấu đôi chép biên rõ ràng về cho nhị tỷ tràng sinh. Sai văn văn võ hỏa tốc như là phải hỏa tốc trước sân rồng quan lớn đủng đỉnh cần đài truyền tướng sĩ quan thần khánh lên gành xuống thác nước biếc như khê rào nước biếc khê rào sơn lầm đáng bậc nghe anh hào uy lừng lẫy ông lớn dậy
Lời nhân thứ kiếp say lên
một tay thái tử đệ tam cứu sinh cùng năm đồ oan khúc. Đằng xa mã phi phương biến hóa vô nghề an thương hạ đại gia thuyền dầu treo quê cuồng non khi chơi bạch hạc lúc sang ta cờ. Đôi dòng người xích bích nghi đua quân trèo du lịch bốn phương có phen tuần tu sông thương trở về tỉnh Bắc Quang xưa lùng lùng thầy ông đã về châu nhân thư cứu nhân gian và ước siêu thành gia hồi cùng